MI8UB là chuột máy tính có dây đến từ thương hiệu Elecom Nhật Bản với thiết kế size M tiêu chuẩn giúp tay bạn thoải mái khi sử dụng. Ngoài ra, phần bánh xe lăn còn được thiết kế rộng 7mm để giúp người dùng thuận tiện hơn. Chiều dài dây lên đến 1,5m, bạn có thể thoải mái kết nối con chuột này với PC, máy tính xách tay hay MacBook. Độ phân giải DPI lên đến 1600. Với độ phân giải này, MI8UB rất mượt và nhạy, giúp bạn dễ dàng di chuyển và thao tác. Thêm vào đó là công nghệ Blue LED, giúp chuột phản xạ chính xác hơn. Đây có lẽ là điểm đáng giá của chú chuột máy tính này. Blue LED rất dễ phân biệt bởi ánh sáng quang học màu xanh dương phía dưới đáy. Công nghệ cảm biến Blue LED cho phép chuột có thể sử dụng trên nhiều mặt phẳng hoặc gồ ghề, có bụi. Chuột MI8UB có 4 màu để cho bạn lựa chọn như là đen, xanh, đỏ, hồng. Bạn có quan tâm đến sản phẩm này, hãy để lại bình luận phía dưới video.